Xin chào mọi người. Hôm nay, mình muốn giới thiệu một loại phân bón cực kỳ hữu ích cho những ai yêu thích cây cối và muốn vườn hoa rực rỡ. Đó chính là Funo F-19-10-60-10, một loại phân bón NPK siêu ra hoa. Vậy, Funo F-19-10-60-10 có gì đặc biệt? Nghe cái tên là chúng ta cũng đoán được phần nào rồi nhỉ? Những con số 10-60-10 thể hiện tỷ lệ 3 thành phần chính đầm, nè, 10%, lân, P, 60% và kali, K, 10%. Đạm giúp cây phát triển cành lá xanh tốt, lân siêu kích thích ra hoa, còn kali giúp cây khỏe mạnh và cho qua chất lượng hơn. Điểm nổi bật nhất của Funo F-19-10-60-10 chính là hàm lượng lân rất cao, tan 60%. Nhờ vậy cây của bạn sẽ ra hoa nhiều, hoa nở đều và bền lâu hơn hẳn. Sử dụng Funo F-19-10-60-10 cũng dễ lắm. Bạn chỉ cần pha loãng phân bón với nước theo hướng dẫn trên bao bì, rồi tưới đều cho cây là được. Để cây ra hoa đẹp nhất, hãy bón phân khi cây chuẩn bị ra hoa hoặc trong suốt quá trình cây ra hoa nhé. Thêm một điểm công nữa là Funo F-19-60-10 rất an toàn cho người dùng và cả môi trường. Sản phẩm không chứa hóa chất độc hại, nên bạn có thể yên tâm sử dụng mà không lo ảnh hưởng sức khỏe hay môi trường xung quanh. Chỉ sau một thời gian ngắn, dùng Funo F-19-10-60-10, bạn sẽ trầm trồ với vườn hoa rực rỡ của mình đấy. Hoa sẽ tươi lâu hơn, màu sắc rực rỡ hơn và cây cối cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này? Hãy truy cập dearplant.vn nhé. Bạn sẽ tìm thấy đầy đủ thông tin và có thể đặt mua Funo F-99-10-60-10 một cách dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về chăm sóc cây trồng nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Chúc các bạn có một mùa vụ bội thu.